Những chiếc điện thoại thông minh vốn đã trở thành vật bất ly thân của con người trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên thì điều khiến cho chúng ta cảm thấy phiền toái đó là thiết bị càng hiện đại thì lại càng hại điện, lượng pin tiêu tốn càng nhanh và không ít người phải luôn kè kè ở bên mình một chiếc sạc dự phòng vô cùng vướng víu. Và thấu hiểu được điều này thì các nhà khoa học tại Mỹ đã phát minh ra một chiếc điện thoại không cần sạc pin đầu tiên trên thế giới. Thiết bị do các nhà khoa học tại trường Đại học Washington của Mỹ phát minh chỉ sử dụng nguồn điện bằng một phần nhỏ lượng điện tiêu thụ bởi một chiếc điện thoại thông thường, đó là 3,5 microwatt. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thành công các cuộc gọi Skype, các cuộc gọi đến quay số trên chiếc điện thoại di động nhỏ này. Và để hoạt động mà không cần dùng pin thì điện thoại sẽ phải dựa vào năng lượng mà nó có thể thu được từ môi trường xung quanh. Ánh sáng có thể được chuyển thành điện năng nhờ các tấm pin mặt trời. Sóng vô tuyến điện trong truyền hình hoặc là từ sóng Wi-Fi cũng có thể được chuyển thành năng lượng thông qua anten để cho chiếc điện thoại này sử dụng.